Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Thì hiện tại Thiên Định đang có mặt tại phân khu Đảo Dừa. Vừa rồi Thiên Định dẫn khách vào đây thì sau đấy là tranh thủ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho tao một số các cái thông tin về cái sản phẩm, đặc biệt là Tứ Lập tại phân khu Đảo Dừa, cho chúng ta có cái nhìn tổng quan nha chị nha. Thiên Định cũng phải chia sẻ với chúng ta một điều rằng là thời điểm này đang là cái thời điểm rất nóng tại phân khu Đảo Dừa, đặc biệt là sản phẩm Tứ Lập loại 120m. Thiên Định chia sẻ lại một xíu về cái diện tích đất là 120m, mặt tiền 8m, xây dựng của nó là tầng 1 là 69m, tầng 2 của nó là 85m, tầng 3 là 81,1m và tầng 4 của nó là 76,5 và tầng tum của nó là 14,1m các chị nhé. Thì với một cái diện tích xây dựng rất lớn 325 mét sàn, quý chị chúng ta có thể thấy được là đối với một căn tại Ngọc Trai 150 mét thì nó xây dựng được đâu đó chỉ tầm khoảng 270 mét quý chị ạ, 270 mét. Nhưng mà đối với những cái căn Tứ Lập tại Vinhome Ocean Park 2, đặc biệt là phân khu Đảo Dừa của chúng ta đây, có diện tích xây dựng rất lớn. Và đây là một trong những cái lợi thế mà Thiên Định đánh giá rằng là những cái căn Tứ Lập này sau này sẽ được săn đón cực kỳ nhiều quý chị ạ. Phải nói là chắc chắn sau này sẽ được săn đón cực kỳ nhiều. Với cái mức tầm tiền từ bây giờ từ 15 đến 17 tỷ cho những cái sản phẩm Tứ Lập thì là cái cơ hội để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm trong thời gian hiện tại thôi chị ạ. Chứ còn cách đây tầm khoảng để mà có thể là 1 2 tháng tới thì chắc chắn không còn hàng. Đấy. Thiên Định phải khẳng định một điều với chúng ta là bây giờ là nhu cầu vào Đảo Dừa cực kỳ nhiều. Phải khẳng định với chúng ta là một ngày bây giờ Thiên Định tiếp khách rất nhiều. Như hôm qua là tiếp khách xong đến tối nha chị nhá, đến tối muộn rồi đấy. Phải tầm khoảng 7 giờ 8 giờ rồi Thiên Định mới xuống tiếp khách, mà đến tầm khoảng tầm 9 giờ mới về. 9 giờ về thì ra đến cuối cùng là ra về đến Vinhome Ocean Park 1 lại khách lại gọi đi xem. Đấy, hôm qua là dần khách gọi là thâu tối luôn em chị ạ. Đấy cho nên hôm qua là có bay Flycam bên Grand World cũng như là bên các cái phân khu bên kể cả Ngọc Trai. Nhưng cuối cùng là về là không có thời gian để mà làm đăng lên cho anh chị xem. Đấy thì hôm qua kể cả ngày hôm nay là sáng nay cũng dẫn khách Đảo Dừa, thì Thiên Định chia sẻ luôn với chúng ta một điều rằng là với một cái tầm tài chính nó vừa phải, chia ra nó chỉ tới đâu đâu đó đúng không ạ, tầm khoảng 130 đến 135 triệu cho một cái sản phẩm đà xây thô gọi là 4 tầng một tum rồi, 4 tầng này một tum rồi, và hầu như hoàn thiện bên ngoài hết rồi đấy, hệ thống đường điện đường nước và tiểu cảnh gọi là sân vườn nó đã đầy đủ hết rồi đúng không ạ. Tiểu cảnh bên ngoài cũng chúng ta có thể thấy vỉa hè đã hầu như là lát lát đá rồi, trồng hoa trồng cây hết rồi, đặc biệt là những cái tiện ích đi kèm trong phân khu nó là phân khu khép kín đấy. Cái quan trọng nhất là phân khu khép kín nó mang đến cho chúng ta một cái gì đấy nó đẳng cấp thật sự đấy, và hầu như là cái mong muốn của mọi người đã về đây ở thì ở trong cái khu phân khu Đảo Dừa này nó đã khác hẳn so với khác hẳn hoàn toàn so với những cái phân khu bên ngoài rồi đúng không ạ. Cho nên là Thiên Định đánh giá một điều rằng nếu thật sự nha chị nha, nếu thật sự chúng ta thời gian này mà chúng ta đang có tiền nhàn rỗi hoặc là có thể dùng họ đòn bẩy tài chính nhưng mà loanh quanh đâu đó thì thực ra đợt này cũng chỉ 50-50 thôi, thì chúng ta nên tầm tiền loanh quanh đâu đó tầm gọi là 15-16 tỷ đến 17 tỷ thì chúng ta có thể mua cho mình những căn Tứ Lập tại phân khu Đảo Dừa. Đấy, như hôm qua Thiên Định có cái bài đăng về 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 chia sẻ cho chúng ta về cái khoảng thời gian từ năm 2013 đấy, 2013 đúng không ạ, là Riverside, là lúc đấy thì mọi người đều hầu như là với cái mức tầm khoảng 60 triệu đến 70 triệu, lúc đấy mọi người còn hầu như còn đang chê đắt rồi, chê Vinhome Riverside Long Biên là rất là xa đúng không ạ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái việc thời điểm cái vị trí nó chỉ nằm một chỗ thôi, và cái việc những cái gọi là phát triển về xã hội này, phát triển về đường xá giao thông này, rồi mở rộng đấy địa giới hành chính này, rồi kết nối giao thông như đường vành đai 3.5, đường vành đai 4, chúng ta có thể thấy được rằng khi mà những cái trục đường đấy nó triển khai và nó thông rồi thì cái khoảng cách từ nội thành nó ra bên ngoài khu vực ở đây nó cực kỳ gần luôn. Và chúng ta có thể thấy được rằng là cái thời điểm nha chị nhá, thời điểm ví dụ như 2018 đi, khi đấy mà Thiên Định mời khách sang thì ai cũng chê ỏng chê eo cái khu Vinhome Ocean Park 1 là xa rồi. Lúc đấy chúng ta phải biết được rằng là cái đường xá mà đi sang xem Vinhome Ocean Park 1 làm gì đi được đường cao tốc. Đúng không ạ? Chúng ta không đi được đường cao tốc mà chúng ta chỉ có đi đường gom thôi, hoặc là đi đường 5. Đi đường 5 thì xe tải nhiều thì mọi người không đi rồi.
Đấy, còn đi đường gom chúng ta thấy đấy, thời điểm đi đường gom thì cái đường gom còn cực kỳ xấu, còn chưa làm lại, lúc đấy còn đang rất là bẩn đấy. Mà hầu như cũng chúng ta phải hiểu được một điều rằng là những người mua là những người đặt niềm tin, đặt niềm tin thôi, chứ lúc đấy còn đang mơ hồ, còn đang chưa hiểu là cái khu này sau này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cùng với những cái chia sẻ của Thiên Định rồi, cùng với những cái tiện ích mà dần dần chủ đầu tư làm xong mới bán, đúng không ạ? Cho nên là nó có một cái niềm tin rất là lớn, mà những nhà đầu tư đã đầu tư Vinhome rồi thì người ta có niềm tin và người ta mua. Đấy, thì đến những sau năm sau thì người ta đã có thành quả. Nhưng mà cái quan trọng một điều rằng là ai người ta giữ được cơ. Đấy, có những cái thời điểm năm 2020 hết ân hạn nợ gốc là rất nhiều chủ nhà đã bán ở cái mức 150m ở Ngọc Trai để bán ở mức tổng khoảng 11-12 tỷ. Đấy, cô chị ạ, bán rất là rẻ luôn. Có những cái căn bán 14-15 tỷ. Nhưng mà sau đấy nha chị ạ, những khách hàng đấy lại quay trở lại mua lại với những cái căn đấy giá tổng khoảng 20-25 tỷ. Và thời điểm cao có những khách hàng quay lại ở mức đỉnh luôn, mua ở mức tầm khoảng là 29 tỷ đến 30 tỷ. Còn đỉnh của nó thì tầm khoảng 32 đến 35 tỷ con chị ạ. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là hầu như cái việc lựa chọn và đặc biệt là cái thời điểm chúng ta nhận định chúng ta mua bán thị trường nó cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Còn kể cả Vinhome Ocean Park 1, cái thời điểm 2018, 2019 đến 2021, đầu năm 2021 thị trường đã tăng đâu, đúng không ạ? Thì cái lúc đấy mọi người còn đang chê cơ, đúng không ạ? Nhưng mà Vinhome Ocean Park 2 thời điểm này cũng vậy, nó cũng là bài toán, cũng là cái câu chuyện mà hầu như mọi người cũng đang nói là nó rất là xa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái kết nối giao thông ngày trước ấy, từ Vinhome Long Biên mà xuống đến Vinhome Ocean Park 1 nó còn mười mấy cây, đường xá còn cực kỳ khó khăn để mà đi lại, nó còn rất là bẩn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không, từ Vinhome Ocean Park 1 mà xuống Vinhome Ocean Park 2, đúng không ạ, nó chỉ đâu đó có tầm 5-6 cây thôi. Đấy, nó kết nối giao thông rất là tiện, đi thì đi cao tốc, vút một phát chỉ tầm khoảng 5 đến 7 phút là chúng ta tới có mặt tại Vinhome Ocean Park 2 rồi. Nó không như ngày xưa nữa rồi. Thì chúng ta có thể thấy được là thứ nhất là kết nối giao thông thuận tiện. Thứ hai nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là cái khoảng cách nó rất là gần, đúng không ạ? Thứ ba là dự án nó đã hình thành và hiện tại thì rất nhiều các cái chương trình triển khai nó sẽ là giúp cho cái khu đô thị của chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển. Và đặc biệt là những cái khu mà an ninh an toàn bảo mật như thế này, nó sẽ giúp cho cư dân có cái sự an toàn. Đấy, nó càng nhộn nhịp thì những cái khu đóng như thế này nó càng giá trị, không chị ạ? Chính vì vậy mà cái thời điểm này chúng ta mua là mua sản phẩm gì? Có nên mua shop house hay là mua cái khu để ở như phân khu Đạo Dừa? Thì định chia sẻ luôn, gật đầu một cái là phân khu Đạo Dừa Tứ Lập một phát là sắp tới là lời có lời luôn. Thì định khẳng định với chúng ta một điều rằng là sắp tới là khi mà đã bán hết quỹ hàng của chủ đầu tư, đã bán hết là lúc đấy chỉ có tăng giá thôi. Đấy, Thiên Định khẳng định với chúng ta một điều, có Thiên Định mà có con chị chúng ta ở đây, chúng ta hãy theo dõi nhé, xem thời gian nó sẽ trả lời nhé. Tại vì chúng ta phải hiểu được một điều rằng là ở đây bây giờ cái nhu cầu ở vẫn đang rất nhiều anh chị nha, chứ không phải là ở Vinhome Ocean Park 2 là không có nhu cầu ở đâu. Bây giờ nhu cầu ở rất nhiều anh chị ạ, nhu cầu ở, mà ở thì chúng ta ở đâu ạ? Chỉ có ở Đảo Dừa thì mới thích thôi, ở Đảo Dừa thì mới đẳng cấp thôi. Cho nên là chúng ta nếu như thật sự bây giờ đang quan tâm thực sự đến Vinhome Ocean Park 2, thì hoặc là kể cả chúng ta có đang ở Vinhome Ocean Park 1 anh chị nha, nhưng mà chúng ta đang có những cái căn liền kề, có thể chuyển đổi xuống Vinhome Ocean Park 2, sở hữu cho Thiên Định những cái căn như thế này, thì cái tỷ lệ lãi vốn sau này nó sẽ tăng rất cao. Đấy, cho nên chúng ta phải có cái sự chuyển đổi và có cái sự suy tính trong cái việc đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Cũng là một cái sản phẩm sổ đỏ vĩnh viễn, nhưng mà với cái diện tích nó lớn hơn, chia ra mét vuông giá nó đang rất thấp, và một cái khu như này thì sau này nó sẽ lựa chọn được sẽ có được rất nhiều sự lựa chọn của khách hàng, thì cái giá trị nó chỉ có tăng thôi. Tại vì sao? Chúng ta thấy là cái tiện ích nó đồng bộ quá, tiện ích nó đẳng cấp quá. Đấy ạ, đúng không ạ? Xuống vào đây mà chúng ta nhìn thấy luôn là tiện ích của phân khu Đảo Dừa nó đẹp hơn phân khu Ngọc Trai trên Vinhome Ocean Park 1, đúng không ạ? Nó đẹp hơn nhiều đấy, thật sự luôn. Về cái tiện ích để mà chúng ta có thể nhìn thấy công viên siêu park bao quanh, đúng không ạ? Rồi bể bơi pha lê mái kính, chúng ta nhìn thấy có đẳng cấp không ạ? Phải nói là cực kỳ đẹp luôn đó chị ạ. Không thể chê được. Đà vào Đảo Dừa chúng ta chỉ có một cái là mật độ xây dựng ở bên trong này thì có cái số lượng liền kề nó tương đối nhiều, thì khi đấy chúng ta sẽ thấy là cái mật độ xây dựng nó tương đối lớn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là cái khu Tứ Lập và cái khu liền kề nó hai phân khu hai cái dãy nó tách biệt, một dãy nó chia nhau ở cái trục đường chính này, một bên là liền kề và một bên là Tứ Lập, thì hai cái sản phẩm này nó tách biệt với nhau đấy. Thì chúng ta phải hiểu được một điều rằng là đối với những cái sản phẩm Tứ Lập ấy, nó có những cái sự vượt trội hơn nhiều so với những cái sản phẩm liền kề. Còn liền kề nếu như chúng ta mà lựa chọn được, chúng ta mua cho mình những cái căn mà sát vườn hoa hoặc là những cái sản phẩm mà nó gần với những cái tiện ích ấy, thì sau này nó cũng sẽ có những cái mức lãi vốn rất là cao. Như ngày hôm qua đến ngày hôm kia và ngày hôm qua
bán ở phân khu đảo Dừa bán cực kỳ nhiều luôn, đặc biệt là Tứ Lập anh chị ạ, bán rất nhiều luôn đấy. Mà hiện tại thì cái quỷ hàng của nó không còn nhiều trên bảng hàng, chắc là nếu như bán hàng chung thì không còn, chủ yếu là bây giờ là chỉ còn bán hàng của các đại lý ôm căn thôi thì mới còn anh chị nhá. Đấy, tại vì cái số lượng một ngày mà sale đấy, như bây giờ là lúc từ lúc sáng giờ thì định dẫn là rất nhiều sale dẫn khách vào đây đi xem này, thì chúng ta phải hiểu được rằng là cái lượng khách đang quan tâm đến cái khu vực này nó tương đối nhiều. Mà cái giá chúng ta phải hiểu được một điều là, như Thiên Định một cái bài Thiên Định vừa chia sẻ lúc sáng đấy, là chúng ta có thể thấy được rằng thời điểm này là cái thời điểm chủ đầu tư đang rất cần tiền, tài chính đang khó khăn, thứ nhất là huy động vào sản xuất xe đúng không ạ, rồi triển khai một số các dự án mới cần phải có tiền để đổ vào để thi công đúng không ạ, đẩy nhanh tiến độ, muốn đẩy nhanh tiến độ thì phải bỏ tiền ra đúng không ạ. Cho nên là hiện tại chủ đầu tư đang muốn bán nhanh, mà bán nhanh thì sao ạ, phải bán rẻ, bán giá thấp thì mới bán được. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới có mức giá tầm khoảng 130, 135 triệu mà xây hết như vậy đúng không ạ. Nếu như thật sự luôn anh chị nhá, nếu như thật sự luôn chủ đầu tư mà không cần tiền thì định khẳng định một điều, không bao giờ có cái mức giá rẻ như này đâu. Nhưng mà bây giờ cái người có tiền, cái người đang có tiền và người đang có nhu cầu là cái người được hưởng lợi nhất đúng không ạ. Tại vì sao, là chủ đầu tư người ta đang cần tiền, người ta bán đi và đẩy nhanh, thì mình là cái người mua, mình sẽ được hưởng lợi đấy. Chứ còn để mà cái thời điểm chúng ta có thể nhìn thấy những cái năm từ 2014-2015, kể cả chủ đầu tư bán ế bao nhiêu nhưng mà có giảm giá đâu ạ. Ở Vinhome Ocean Park 2 chủ đầu tư không giảm giá, lúc đấy chỉ có cái chương trình gọi là tổ, gọi là về ở sớm tại phân khu Anh Đào thì có chính sách về ở sớm anh chị nhá. Chứ còn về giá thì chúng ta có thể nhìn nhận là cái giá so sánh với cái giá thời điểm này chủ đầu tư mở bán với cái thời điểm cao mà chủ đầu tư bán ra nó rất là cao đúng không ạ. Cái thời điểm mà cách đây từ 2022 thì chủ đầu tư nếu như những cái căn tại phân khu đảo Dừa nó bây giờ tầm khoảng 150-160 triệu/m² đúng không ạ. Nhưng mà bây giờ chủ đầu tư đang hạ giá bán ở cái mức tầm khoảng 130-135 triệu. Đấy, giá đang cực kỳ hợp lý luôn đúng không ạ. Thì không có cái lý do gì mà đợt này chúng ta có tiền mà chúng ta không bỏ vào cả. Giá vàng bây giờ nó đã rất là cao rồi, 77 triệu đồng vàng nhẫn đã 77 triệu rồi đúng không ạ. Rồi với cái thị trường như này anh chị nhá, thị trường như này thiên chắc rằng cái lãi suất của chúng ta vẫn còn đang thấp, chưa có thể tăng được. Đặc biệt là sắp tới tình hình Fed còn có dự kiến là ba đợt giảm giá, ba đợt giảm lãi suất đúng không ạ, ba đợt giảm lãi suất thì chắc chắn là cái lãi suất của chúng ta nó chưa có thể tăng được. Với cái tình hình lãi suất như thế này thì sắp tới bất động sản dần dần cái nguồn tiền nó sẽ đổ vào bất động sản thôi. Tại vì mọi người đều thấy là thứ nhất là gửi ngân hàng nó cót quá là rẻ rồi đúng không ạ. Chúng ta gửi ngân hàng thì bây giờ gọi là nếu như gửi trong vòng 3 năm đi, chắc cũng chỉ đâu đó tầm khoảng 3-4% thôi đúng không ạ. Rồi cái kênh vàng thì nó đã cao rồi, thì không có cái lý do gì mà chúng ta để tiền ngân hàng, chỉ có vứt vào bất động sản thôi. Còn Thiên Định chia sẻ luôn nhá, nếu chúng ta tìm được những cái sản phẩm bất động sản khác mà tốt hơn thì cũng nên vào, chứ không phải là bất kỳ cái vị trí nào. Gọi là như Thiên Định chia sẻ luôn, tầm tiền vừa phải, nếu tầm 15-16 tỷ chúng ta mua cho Thiên Định là tại phân khu đảo Dừa Tứ Lập. Còn nếu như cái tầm tiền này mà không đủ nào chị nhá, tầm tiền này không đủ thì chúng ta có thể là mua liền kề chọn cho định những cái vị trí gần vườn hoa. Còn đã không đủ tiền để mua nữa thì chúng ta mua ra ngoài thổ cư cho Thiên Định, chứ đừng để tiền ngân hàng, mua thổ cư bên ngoài cũng được. Đặc biệt là đừng mua chung cư anh chị nhá. Thứ nhất là chung cư bây giờ không, sắp tới có tăng nhưng mà cái là việc lãi vốn sẽ không tăng cao bằng đất nền. Chúng ta cứ lựa chọn những cái khu, đặc biệt là Gia Lâm nha chị nhá. Gia Lâm nó có những cái thông tin liên quận này, rồi đường xá giao thông nó cũng thuận lợi này. Và mua, nếu như đã mua thổ cư bên ngoài thì phải mua, thứ nhất là đường ô tô đi vào được. Đấy, thứ hai là đường thông. Đấy, đừng có vướng gọi là lỗi cái gì cả. Đấy, và quan trọng phải check quy hoạch thật kỹ và pháp lý thật kỹ. Cái thổ cư bên ngoài nó quan trọng nhất là về pháp lý thôi. Đấy, pháp lý thôi chị nhá. Đấy, còn chúng ta có thể cân nhắc ví dụ là mua gọi là những cái sản phẩm gọi là quận nào ấy, chúng ta gần quận nào thì chúng ta mua quận đấy. Đấy. Còn cái việc mà Thiên Định thấy được rằng là cái khu vực Gia Lâm nó vẫn là rất là tiềm năng của chị ạ. Rất là tiềm năng. Như khách vừa rồi Thiên Định cũng có. Hầu như người ta không đủ tiền người ta mua các cái dự án bên trong thì người ta cũng đã xuống tiền người ta mua thổ cư bên ngoài. Đấy. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video nha. Chúc anh chị chúng ta luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Nếu anh chị quan tâm đến những cái sản phẩm tại phân khu đảo Dừa, rồi những cái sản phẩm biệt thự thấp tầng tại Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3, Ocean Park 1 thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0933 313 931 của chị nhé. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị chúng ta. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại.